đang thua, đội Indonesia bỏ trận chung kết vẫn được trao huy chương vàng. Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao huy chương vàng cho đội tuyển Indonesia dù các vận động viên xứ vạn đảo bỏ dở trận đấu. Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao đồng huy chương vàng cho đội tuyển Esports Indonesia và Singapore ở nội dung Valorant Esports. Đây là quyết định bất ngờ sau màn tranh cãi, biểu tình của đội Indonesia kéo dài từ tối qua, ngày 10 tháng 5. Ở trận chung kết, các vận động viên Indonesia bị đối thủ dẫn điểm và gặp bất lợi. Khi đó, đội tuyển xứ vạn đảo xin dừng trận đấu để phân tích báo cáo kỹ thuật, phát hiện ra đội Singapore lạm dụng bức lỗi phần mềm được chấp nhận trong thi đấu. Đội Indonesia khiếu nại với ban tổ chức và kiên quyết không thi đấu tiếp. Sau đó, ban tổ chức xác định đội Singapore không phạm luật và không xử phạt. Ban tổ chức quyết định dời trận đấu sang 5 giờ sáng nay ngày 11 tháng 5, tuy nhiên đội Indonesia không thay đổi ý định. Thông thường trong những trường hợp như vậy, đội Singapore được xử thắng. Tuy nhiên, sau khi hội ý, ban tổ chức quyết định trao huy chương vàng cho cả hai đội. Trường hợp này rất giống với tình huống xảy ra ở môn Karajin Thấp hôm qua. Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định nội dung đối kháng hạng cân 50-55kg nữ môn Pencak Silat có hai huy chương vàng. Ban đầu, chiến thắng thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Hồng Ân. Tuy nhiên, sau một loạt diễn biến căng thẳng với những tranh cãi nảy lửa giữa hai đội, trọng tài và ban tổ chức, võ sĩ của Indonesia cũng có huy chương vàng. Trong lễ trao huy chương diễn ra cuối buổi thi đấu, Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Doimelani Indonesia cùng đứng trên bục cao nhất, cùng nhận huy chương vàng. Nội dung đối kháng hạng cân 50-55kg nữ khép lại với kịch bản các bên cùng vui.